Một bức tranh hoa mẫu đơn mà cao hơn cả tôi như này thì sẽ nhìn đẹp như thế nào? Đây là bức tranh có tên là Nhân Chi Túc ở bên trái. Cái chữ này là liền khối nha, liền khối này. Và bức tranh này thì miêu tả về một cái những cái khóm hoa mẫu đơn ở bên trên, đàn cá ở giữa và hoa sen ở bên dưới. Tổng thể của bức tranh này thì cao tới cả gần hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét và dày 10 cm. Khi mà làm dày 10 cm như này thì đáp ứng được cái yêu cầu của bác khách, đó là độ kênh bong. Ví dụ như là những cái cánh hoa ở đây thì đều kênh bong lên tới 8 cm. Những cái con cá ở giữa đây thì những cái đuôi đều được chúng tôi moi móc kênh bong lên. Và khi mà nhìn từ xa thì những cái khóm hoa mẫu đơn này có ánh đèn đổ xuống thì nó tạo ra những cái bóng đổ xuống bên dưới rất là đẹp và rất là sâu. Ở bên dưới đây những cái đóa sen cũng như vậy, những cái đóa sen thì càng kênh bong hơn so với hoa mẫu đơn ở bên trên. Và các bạn sau khi xem xong cái tác phẩm Nhân Chi Túc này có cảm nhận như thế nào về cái hình khối, về độ kênh bong, về các cái đường nét của bức tranh này, hãy chia sẻ cảm nhận nhé.